Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai 28 tháng 3. Ngay sau đây sẽ là các tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Khi nào nhiệt độ Hà Nội tăng mạnh lên 35 độ C? Nam Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ. Malaysia hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình thời tiết tại miền Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27 tháng 3, Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc nhiệt độ cao nhất dao động từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ và nhiệt độ thủ đô dự báo sắp tăng mạnh lên 35 độ. Ngày 27 tháng 3, Nam Bộ tiếp tục những ngày nắng nóng triền miên, nhiệt độ tăng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Mưa rào và dông cũng được dự báo xuất hiện trong ngày hôm nay ở Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ hôm nay cao nhất 28 đến 30 độ C, nhiệt độ này được duy trì trong nhiều ngày tới. Sang đầu tháng 4, nhiệt độ cao nhất ngày ở Hà Nội có thể lên tới 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên duy trì hình thái thời tiết, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Thành phố Vinh, mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Thành phố Huế, nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Thành phố Đà Nẵng, mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 27 tháng 3, ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi hơn 38 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27 tháng 3, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu vực đồng bằng ven biển, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác. Khu vực Nam Bộ hôm nay tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi hơn 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất, phổ biến 45 đến 50%. Thời gian nắng nóng trong ngày từ 12 đến 15 giờ. Ngoài ra ở khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi hơn 35 độ C. Dự báo nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Chuyển sang các tin tức thời tiết đáng chú ý. Malaysia đang triển khai các biện pháp khẩn cấp để đối phó với đợt nắng nóng gay gắt trên phạm vi cả nước sau khi nhiệt độ lên tới 40 độ đe dọa năng suất cây trồng. Theo Bloomberg trích dẫn dữ liệu mới nhất từ Cục Khí tượng Malaysia, nhiều khu vực ở quốc gia này đã trải qua đợt nắng nóng gay gắt và khô hạn với nhiệt độ ít nhất đạt 35 độ C trong 3 ngày liên tiếp. Cụ thể, toàn bộ bang Belize và khu vực Beaufort ở bang Sabah đang ở trong trạng thái nhiệt độ tối đa hàng ngày đạt ngưỡng từ 37 độ C đến 40 độ C trong 3 ngày liên tiếp. Các khu vực khác được cảnh báo nắng nóng cấp độ 1, tình trạng nhiệt độ tối đa hàng ngày lên tới từ 35 đến 37 độ C trong 3 ngày liên tiếp, bao gồm Kedah, Perak, Kuala Lumpur, Putrajaya, Sepang, Negeri Sembilan và Melaka. Các khu vực khác cũng bị ảnh hưởng bởi nắng nóng, bao gồm Johor, Pahang và Kelantan. Thời tiết cực đoan gần đây còn khiến cho một thanh niên 22 tuổi tử vong do say nắng, trong khi gây ra nguy cơ thiếu nước và thiệt hại nghiêm trọng về năng suất thu hoạch tại các trang trại. Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Malaysia Nik Nazmi Nik Ahmad cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 26 tháng 3 rằng các nhà chức trách đang sử dụng máy bay không người lái để khảo sát và theo dõi các vùng đất than bùn dễ bắt lửa cũng như theo dõi mực nước đang giảm dần trong các con đập. Chính phủ cũng sẽ tìm cách bảo vệ những công nhân xây dựng làm việc vất vả nhiều giờ dưới trời nắng nóng. Ông Nik Nami cho biết, đối với những sự kiện có thể dự đoán, chúng tôi đã sẵn có hướng dẫn, hệ thống và chính sách, nhưng chúng tôi cần liên tục điều chỉnh chúng vì mức độ luôn thay đổi.
Điều này càng đặc biệt cần chú ý trong bối cảnh biến đổi khí hậu có thể làm tình hình trở nên trầm trọng hơn. Ông nhận định, tôi nghĩ điều quan trọng là mọi người phải nhận thức được rằng biến đổi khí hậu không phải là một ngày tận thế trừu tượng. Trong trường hợp xấu nhất, chính phủ sẵn sàng đóng cửa trường học và thậm chí cả doanh nghiệp. Đối với các kế hoạch dài hạn, ông Nami cho biết chính quyền Malaysia còn có dự định cho trồng các loại cây chịu nhiệt. Malaysia cũng đang hợp tác với Quỹ Khí hậu Xanh của Liên Hợp Quốc để chuẩn bị kế hoạch thích ứng quốc gia sẽ được triển khai từ năm 2026. Ngoài Malaysia, Singapore cũng là quốc gia đang ghi nhận nắng nóng gay gắt với nhiệt độ vượt ngưỡng 36 độ C tại một số khu vực ngày 24 tháng 3. Do điều kiện thời tiết, một số trường học ở quốc đảo này thậm chí đã nới lỏng yêu cầu về đồng phục cho học sinh. Tiếp theo chương trình sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung cho cả ba miền trong đêm nay và ngày mai. Bắc Bộ có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ có mây ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai 28 tháng 3. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.